Vườn quốc gia Yasuni của Ecuador là một trong những hệ sinh thái phong phú bậc nhất trên thế giới và giữ vai trò quan trọng trong việc đảm bảo một môi trường sống cho các loài động vật, thực vật nơi đây. Nhưng đứng trước cơn khát dầu của nền kinh tế Ecuador, rất có thể vườn quốc gia đặc biệt quan trọng này sẽ bị phá bỏ. Dùng ống nhòm để nhìn lên ngọn cây, anh Sebastian Ramirez đang tìm những gương mặt quen thuộc trong vườn quốc gia Yasuni của Ecuador. Trong những năm qua, anh và các đồng nghiệp đã theo dõi loài khỉ nhện ở đây. Anh thuộc năm long hoạt động của chúng. Chúng làm cái gì thì chúng tôi làm cái đó. Khi chúng nghỉ ngơi thì chúng tôi cũng nghỉ ngơi. Khi chúng di chuyển thì chúng tôi cũng di chuyển. Vườn quốc gia Yasuni là một môi trường đa dạng các loài động thực vật và thu hút nhiều nhà khoa học trên thế giới. Chỉ riêng một hecta rừng ở đây đã có tới hơn 100.000 loài côn trùng sinh sống. Đặc biệt, có đến 80% các loài sống ở đây vẫn còn là bí ẩn đối với các nhà khoa học. Tuy nhiên, nhiều động thực vật trong số này sẽ bị đe dọa hoặc tiêu diệt trước khi được giới khoa học nhận diện, khi một phần của vườn quốc gia này sẽ bị dẹp bỏ để dành cho việc khai thác dầu trong tương lai. Sau khi các công ty khai thác dầu tới đây, họ sẽ chặt bỏ cây cối, săn bắt động vật. Dầu mỏ sẽ là khởi nguồn của mọi vấn đề. Chính trữ lượng dầu lớn ở bên dưới khu rừng này với trị giá lên tới 7 tỷ đô la Mỹ đã khiến chính phủ Ecuador đồng ý rằng việc khai thác dầu có thể sẽ được thực hiện. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho biết những gì ở trên mặt đất có thể sẽ còn đáng giá hơn rất nhiều. Trở lại với những chú khỉ nhện, nhóm của Sebastian vẫn tiếp tục công việc của họ. Nhưng đứng trước cơn khát dầu của Ecuador, liệu tương lai của những động vật hoang dã này có được bảo đảm?